quá tải chỗ đỗ xe. Câu chuyện này không mới tại một số đô thị lớn như là Hà Nội. Đặc biệt là những khu vực có mật độ phương tiện lớn thường xuyên lui tới như là các bệnh viện thì tình trạng này lại càng trở nên nghiêm trọng hơn. Vâng, cũng chính vì thế mà không ít đối tượng đã lợi dụng tình trạng này để tổ chức trông xe trái phép với mức giá cao gấp nhiều lần so với quy định. Và không chỉ người bệnh bị lừa mất tiền, mà đây còn là nguy cơ gây mất an ninh trật tự tại các khu vực khám chữa bệnh. Dọc trên tuyến đường Phương Mai, quận Đống Đa có 4 bệnh viện nằm sát nhau, hàng chục nghìn lượt người tới khám bệnh mỗi ngày. Bãi xe của các bệnh viện lại không đáp ứng đủ, bất cập cũng vì vậy mà diễn ra. Từ 7 đến 10 giờ sáng, khi bãi trông xe của bệnh viện đã kín chỗ, xuất hiện nhiều thanh niên dùng xe máy áp sát để mời chào chỗ đỗ. Trong vài người đến khám chữa, nhóm phóng viên được cò xe dẫn sang ngõ 34 trên đường Phương Mai. Xe đỗ ngay dưới lòng đường, còn người gửi sẽ được chở về bệnh viện. Bạn hai, con này lấy chìa khóa rồi gì? Thế được. Bây giờ ai mà chở em vào? Có chứ. Còn em đưa đón đi. Có. Tận tình, niềm nở vì cái giá cho dịch vụ trông giữ xe này không hề rẻ và tính theo ca, mỗi ca khoảng 3 tiếng. Anh ơi, ở đây là em trông theo ca từ giờ đến 1 giờ là 200 nghìn, em đưa ra và đón mang vào. Sao 2 lít rồi đắt thế? Lấy hơn em không lấy được ấy. Ở đây thì hầu như bãi này là bãi người ta thầu tự phát mà chứ không phải là bãi nhà nước thôi. Theo lời của người trông giữ, nhóm phóng viên phát hiện nhiều điểm trông xe khác với mức giá trên trời nằm xung quanh các bệnh viện. Một điểm nằm ở ngã tư Giải Phóng, Trường Chinh. Việc bắt khách diễn ra ngay dưới lòng đường. 20 mét rẽ phải đấy, xe nó đang rẽ đấy, tới luôn anh ạ. Gửi xe nhà mình xuống lên chỗ đi. Từ bao tiền anh? 180 anh ạ. Bảng chìa khóa xe gửi lại đã được treo kín. Trong đó có nhiều người dân ở các tỉnh thành đến đây để khám bệnh. Không ít người dân ngỡ ngàng trước mức phí cho 1-2 giờ trông xe trên vỉa hè. Sẽ không nói rõ là bao nhiêu tiền. Và khi vào đến nơi thì mình đi rất là lâu rồi, mình đánh xe rất lâu mới vào được chỗ đỗ. Vì mình cũng đã đến giờ phải khám rồi ấy. Cho nên là mình đã chấp nhận là phải mất một lần như thế. Nhiều lần bị lực lượng chức năng xử phạt, giải tỏa. Song các đối tượng thường xuyên chuyển địa điểm hoạt động trên nhiều tuyến phố quanh các bệnh viện. Vì vậy không chỉ là tái diễn, đến nay còn phát sinh thêm nhiều điểm trông giữ khác. Trên địa bàn phường Phương Mai thì có 6 bệnh viện tuyến trung ương. Nên thành ra là về cái việc trật tự đô thị ở địa bàn cũng là rất là phức tạp. Thứ nhất là công an phường sẽ tổ chức lập biên bản và mời đội trật tự xây dựng về và cẩu xe về xử phạt theo quy định. Đối với trật tự xây phép thì cái làm việc này thì ủy ban phường cũng đã phối hợp cùng công an phường để công an phường xử lý mà mời các đối tượng lên công an phường làm việc. Thực tế ở tại những điểm khai thác đỗ xe được cấp phép xung quanh các bệnh viện, chưa nói đến phạm vi trông giữ đã vượt quá giới hạn, những điểm này cũng đang thu cao gấp 2 lần giá quy định. Không gian công cộng bị chiếm dụng, nhưng lợi ích lại thuộc về cá nhân.